Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều Quý vị thân mến Trong video ngày hôm nay thứ 6 29 tháng 10 2021 Lê Đinh xin cập nhật với quý vị danh sách của 22 tiểu bang được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chấp nhận cho chương trình EA, tức là chương trình thực phẩm khẩn của tháng 11 năm 2021 và lịch gửi của mỗi tiểu bang. Đây chỉ là danh sách của 22 tiểu bang đầu tiên được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chấp thuận cho chương trình EA. Do đó, nếu quý vị chưa thấy tên của tiểu bang mình trong danh sách này, quý vị cũng đừng nên lo lắng quá mà hãy tiếp tục chờ đợi và theo dõi những cập nhật mới trong thời gian sắp tới nha quý vị. Đầu tiên là tiểu bang Alabama, lịch gửi là ngày 1 tháng 12 năm 2021. Tiếp theo là tiểu bang Colorado. Tiểu bang này sẽ gửi tiền thực phẩm khẩn đến cho người dân của tiểu bang vào ngày 7 tháng 11 năm 2021 đến ngày 12 tháng 11 năm 2021. Thứ ba là tiểu bang Hawaii. Ngày gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 11 của tiểu bang Hawaii sẽ là ngày 13 tháng 12 năm 2021. Điều này có nghĩa là tuy đây là tiền thực phẩm khẩn của tháng 11 nhưng tiểu bang sẽ gửi tiền ra vào tháng 12. Tiểu bang thứ tư là Indiana. Tiểu bang Indiana sẽ gửi tiền thực phẩm khẩn của tháng 11 vào ngày 5 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2021 tiểu bang sẽ gửi số tiền này ra vào những ngày lẻ, tức là vào những ngày 5, 7, 9, 11 hoặc là 13 tháng 11, chứ không phải là những ngày chẳng như là 2, 4, 6, 8 tháng 11 chẳng hạn. Tiếp theo là tiểu bang Iowa, người có chương trình Food Stamps của tiểu bang này sẽ được nhận thêm tiền thực phẩm khẩn bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2021. Tiểu bang thứ sáu là Kentucky. Tiền thực phẩm khẩn sẽ được gửi ra vào ngày 2 tháng 11 đến 19 tháng 11. Tiểu bang Maine sẽ gửi tiền vào ngày 11 tháng 11. Maryland 1 tháng 11 đến 30 tháng 11. Tiểu bang thứ 9 là Mississippi sẽ gửi tiền thực phẩm khẩn của tháng 11 vào ngày 2 tháng 11 năm 2021. Tiểu bang thứ 10, New Hampshire gửi tiền thực phẩm khẩn vào ngày 3 tháng 11 đến 23 tháng 11 hoặc là từ 3 tháng 12 đến 17 tháng 12. Tức là tiểu ban này sẽ gửi thành hai đợt. Đợt đầu tiên là kéo dài từ ngày 3 tháng 11 đến 23 tháng 11. Nếu quý vị không nhận được tiền thực phẩm khẩn trong đợt đầu này thì quý vị hãy đợi đến đợt thứ hai, tức là đợt 3 tháng 12 đến 17 tháng 12. Tiểu ban tiếp theo New Jersey tiền thực phẩm khẩn sẽ được gửi ra bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 đến 5 tháng 11. Tiểu bang thứ 12 là North Carolina sẽ được nhận tiền thực phẩm khẩn vào ngày 22 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Tiểu bang Oregon sẽ có 3 đợt gửi tiền thực phẩm khẩn. Đợt thứ nhất là 10 tháng 11, đợt thứ hai 29 tháng 11 và đợt thứ ba là 1 tháng 12. Điều này có nghĩa là nếu trong đợt đầu ngày 10 tháng 11 mà quý vị chưa nhận được số tiền này thì quý vị phải chờ đến đợt 2 hoặc là đợt 3, tức là đợt của 29 tháng 11 hoặc là của ngày 1 tháng 12. Tiếp theo là tiểu bang Pennsylvania. Lịch gửi tiền thực phẩm khẩn tháng 11 của tiểu bang này sẽ vào những ngày sau đây: 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24. 25 hoặc là 30 tháng 11. Tiểu bang thứ 15 là Rhode Island sẽ gửi tiền vào ngày 3 tháng 11. Tiểu bang thứ 16, South Carolina. Tiểu bang này chưa có lịch gửi tiền, nhưng đã được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chấp thuận cho tiền EA, tức là tiền thực phẩm khẩn của tháng 11. Có lẽ trong một vài ngày tới, tiểu bang South Carolina sẽ thông báo cho chúng ta biết về ngày gửi tiền của tiểu bang này. Tiểu bang thứ 17, Tennessee, gửi tiền thực phẩm khẩn vào ngày 1 tháng 11 đến 20 tháng 11. Tiểu bang thứ 18, Virginia, lịch gửi tiền là ngày 16 tháng 11. Tiểu bang Washington, gửi tiền vào ngày 2 tháng 11 đến 20 tháng 11. Tiểu bang thứ 20 là West Virginia, West Virginia bắt đầu gửi tiền của chương trình thực phẩm khẩn đến cho những quý vị có tiền SNAP của tiểu bang từ ngày 3 tháng 11. Nếu đến hết ngày 3 tháng 11 mà quý vị vẫn chưa nhận được số tiền này, quý vị có thể sẽ nhận được vào những ngày sau đó. Bởi vì ngày cuối cùng mà tiểu bang sẽ gửi tiền đến cho quý vị là ngày 8 tháng 12 năm 2021. Tiểu bang tiếp theo là Wisconsin. Tiểu bang này sẽ gửi tiền EA vào ngày 20 tháng 11 và tiểu bang thứ 22 là Wyoming, quý vị sẽ được nhận tiền thực phẩm khẩn một ngày sau khi quý vị nhận tiền của chương trình SNAP. Còn về ngày nhận tiền của chương trình SNAP hay còn được gọi là chương trình Food Stamps, tiểu bang sẽ chuyển tiền vào trong thẻ EBT của quý vị theo thời gian biểu mà Lê Đinh vừa mới chia sẻ ở phần trước của video. Tóm lại, tính đến chiều ngày hôm nay, 28 tháng 10 năm 2021, chỉ mới có 22 tiểu bang được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chấp thuận cho chương trình thực phẩm khẩn của tháng 11. Trong thời gian sắp tới, chắc chắn sẽ có thêm nhiều tiểu bang khác được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chấp thuận cho chương trình này. Lê Đinh sẽ tiếp tục cập nhật với quý vị khi có những thông tin mới. Còn đây là danh sách của 22 tiểu bang được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chấp thuận cho chương trình EA Tức là chương trình thực phẩm khẩn của tháng 11 năm 2021 Lê Đinh xin được chia sẻ một lần nữa với quý vị Để quý vị kiểm tra lại xem có tên của tiểu bang mình trong danh sách này hay không Nếu quý vị vẫn chưa thấy tên của tiểu bang nơi mình đang cư ngụ trong danh sách này Quý vị hãy tiếp tục theo dõi những video cập nhật của Lê Đinh trong thời gian sắp tới nhé Quý vị thân mến, ở phần còn lại của video này Lê Đinh xin được chia sẻ với quý vị một lần nữa về chương trình EA. Bởi vì Lê Đinh thấy vẫn còn rất nhiều quý vị không rõ chương trình EA là chương trình gì. Có phải đó là chương trình Snap hay không? Nếu không thì có cần nộp đơn hay làm gì để nhận được tiền của chương trình EA? Quý vị thân mến, chương trình EA không phải là chương trình Snap mà là một chương trình riêng được chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thêm trong mùa đại dịch. EA là hai chữ đầu tiên của các chữ emergency allotment có thể được tạm dịch là xác nhận khẩn cấp hay là chấp nhận khẩn cấp. Vì đây là chương trình hỗ trợ khẩn cấp trong mùa đại dịch cho chương trình SNAP. Nếu quý vị có nhận tiền của chương trình SNAP, tên cũ là chương trình Food Stamps thì quý vị sẽ được nhận tiền của chương trình EA Quý vị không cần phải nộp đơn hay làm bất cứ một loại giấy tờ gì thêm để được nhận tiền của chương trình này. Tiền của chương trình EA sẽ được chuyển vào trong thẻ EBT của quý vị hàng tháng nếu tiểu bang của quý vị được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chấp thuận cho chương trình EA của tháng đó. Lúc đó, quý vị sẽ được nhận tiền hai lần trong một tháng. Lần thứ nhất là tiền căn bản của chương trình Food Stamps và lần thứ hai là tiền của chương trình EA hay còn được gọi là tiền của chương trình thực phẩm khẩn. Nhiều quý vị cũng thắc mắc rằng nếu quý vị không có tiền food stamps, tức là không có chương trình SNAP, thì quý vị có được nhận tiền của chương trình thực phẩm khẩn hay không? Câu trả lời là không. Tiền EA đi theo tiền của chương trình SNAP, do đó nếu quý vị không có SNAP thì quý vị sẽ không có EA. Quý vị thân mến, và đó là những gì mà Lê Đình muốn chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay. Lê Đinh rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đối với Lê Đinh Vlog USA và hy vọng video này mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị. Trong thời gian sắp tới, Lê Đinh sẽ gửi đến quý vị thêm nhiều video hữu ích khác với những đề tài khác nhau. Cho nên nếu quý vị chưa nhấn nút subscribe hay nhấn nút chuông thì Lê Đinh mời quý vị hãy nhấn nút subscribe và nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Lê Đinh có video mới lê đình xin cảm ơn quý vị rất nhiều bây giờ lê đình xin được chào tạm biệt quý vị xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo